Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại gấu và bé Masa ở tại bờ sông nhé. Cũng như thường lệ thì cứ sáng sớm đến giờ là chú gấu của ta đang xách cần câu ra bờ sông để câu cá. Hôm nay gấu sẽ đi cùng với cô bé Masa gặp bờ sông để xem chú gấu của chúng ta hôm nay có phải là một ngày may mắn không nhé các bạn. Chú ơi, để xem chú gấu có câu được nhiều cá không đây. Bắt đầu đồng hành cùng với gấu nhé các bạn. Chú gấu của chúng ta sẽ phải câu hết những chú cá và những con rùa đang bơi dưới nước đây. Nhanh lên gấu ơi, cố lên gấu ơi, thời gian còn là mấy giây nữa thôi. Giỏi quá. Cô bé Masa của chúng ta cũng đang cổ vũ rất là nhiệt tình. Tiếp theo để xem trận đường tiếp theo chú gấu của chúng ta sẽ phải vượt qua như thế nào nhé. Lần này ngoài câu cá, chú gấu của chúng ta đã câu phải những cái vật chướng ngại. Ở cái vòng này chú gấu của chúng ta ngoài câu như chú cá còn phải né những rất nhiều những cái chướng ngại vật, đó là bao gồm cái rồi câu phải một cái son rồi. Còn chú cá cuối cùng, để xem chú gấu của chúng ta có câu được không nhé. Ây da, lại trúng cái gì nữa đây. Giỏi quá gấu ơi. Cô bé Masa của chúng ta cũng đang rất là cổ vũ, rất là nhiệt tình. Các bạn cũng vậy nhé. Ôi, vòng này thật là quá. Ui, cua phải một cái thuyền cũ nát. Cố lên. Câu phải những cái này, chú gấu của chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian mà số điểm đạt được lại không có cao nữa. Cố lên gấu ơi. Hãy né những cái chướng ngại vật ra nhé. Thời gian còn lại mười mấy giây cuối cùng thôi. Hay quá. Chú gấu của chúng ta cũng đã vượt qua cái dòng thiên này rồi. Tiếp cái vòng tiếp theo, chú gấu của chúng ta sẽ phải đạt được cái số điểm là 363. Không phải, để xem tiếp theo là 350 nhé các bạn. Hiện tại thì số điểm của chú gấu của mình cũng đã đạt được là 363 điểm rồi nhé. Câu phải có cái gì mà nặng thế. Lại câu ngay một cái bịch rác rồi. Cố lên gấu ơi. Mục tiêu của chúng ta là câu những cái chú cá nhưng mà phải né những cái con cá đang bơi ra nhé. Trời ơi, là câu chúng cái bánh xe to đùng rồi. Chú cá thật là quá nặng nề. Cố lên gấu ơi. Chúng ta là cùng chú gấu vượt qua cái chặng đường này nữa rồi nhé các bạn. Tiếp theo sẽ là một chặng đường như thế nào đây. Cố lên gấu ơi, chúng ta chú gấu của chúng ta sẽ phải đạt được một cái số điểm là 490. Số điểm hiện tại của chú gấu là 471. 501 rồi nhé các bạn. Trước mắt thì chúng ta
có lẽ chú gấu của chúng ta cũng sẽ vượt qua được vòng này. Để xem. Thử thách phía trước càng lúc càng khó hơn. Càng lúc các bạn càng thấy ở mỗi cái vòng thì chú ngại vật càng lúc càng nhiều. Nhanh lên nhé cô gấu. Có vẻ để câu được con cá này, chú gấu của chúng ta sẽ phải câu cái bánh xe nhé. Chú cá nữa. 587 rồi. Giỏi quá gấu ơi. Vòng tiếp theo các bạn càng thấy đúng là trứng cà vật càng lúc càng nhiều. Chú gấu của chúng ta sẽ phải đạt số điểm là 580. Nhưng mà hiện tại chú gấu của chúng ta cũng đã vượt được cái mục tiêu này rồi nhé. Vòng thi này có lẽ chú gấu của chúng ta cũng sẽ chú gấu của chúng ta đã vượt, sẽ vượt qua được rồi. Cố lên, cố lên. Có quá nhiều chướng ngại vật gấu ơi. Cá ơi, giỏi quá. Bắt được một chú cá to thiệt là to. Nguyên chiếc thuyền cũ to đùng rồi. Để xem thử thách tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Cá thì ít mà rác thì nhiều đây. Làm sao có thể bắt được con tôm ở dưới đây nhỉ? Có quá nhiều rác để che lắm. Giỏi quá. Giỏi quá gấu ơi. Chỉ còn một con cá cuối cùng thôi. Dính một cái cây sẻng củ nát rồi. Một bịch rác to đùng nữa rồi. Chú cá cuối cùng. Hụt rồi hấu ơi. Chỉ còn những giây cuối cùng. Giỏi quá. Tiếp theo các bạn ơi. Trời ơi, sao mà một mớ rác nhiều thế. Nãy giờ chưa bắt được con cá nào hết. Một con đầu tiên rồi. Chú rùa con. Xách luôn cái nồi cũ nát thôi. Giỏi quá gấu ơi. Cố lên. Vẫn còn rất nhiều chú cá đang ở đáy sông đợi gấu bắt đấy. Những chú cá này khó mà bắt được đây. Trời ơi. Sao toàn là rác thế. Đến vòng tiếp theo các bạn hãy cùng cổ vũ cho gấu nhé. Sao toàn là chướng ngại vật không vậy nhỉ? Làm sao có thể bắt được những cái con tôm ở dưới đây. Hay quá đi. Nhanh lên. Những con tôm mà chúng đang bị giống như là đông cứng vậy nhỉ. Đây là cơ hội cho gấu đấy, cố lên. Cái dài gì mà đen thui thế. Dính được chú tôm cuối cùng rồi. Thử thách tiếp theo nhé các bạn. Khó quá, trời ơi. Con cá gì mà nặng thế. Nhanh lên. Hụt rồi. Năm con cá đầu. Chú tôm đầu tiên nhé. Trời ơi, con cá đá nữa rồi. Trời ơi, lại bắt chúng nó nữa. Sao mà xui thế nhỉ? Nhanh lên gấu ơi, mười mấy giây cuối cùng. Giỏi quá. Cố lên. Trời ơi, cái gì đâu, khó thế nhỉ?
cái bánh xe đầu tiên. Trời ơi, một đống rác nữa rồi. Làm sao có thể bắt được chú tôm? À, hay quá. Sao những con cá đá này nó cứ giỏi quá gấu ơi, yeah. Thử tá tiếp theo để xem. Ui, bắt chú tôm đầu tiên đi này. Giỏi quá đi. Chú cá nữa này. À, tay nghề của gấu càng lúc càng cừ hơn nhé các bạn. Chú cá cuối cùng giỏi quá đi. Tiếp theo, thử thách tiếp theo. Hôm nay hình như là một ngày khá là may mắn đối với chú gấu mình. À, nãy giờ có vẻ như chú gấu của chúng ta bắt cũng được khá là nhiều cá rồi nhé. Chú rùa đầu tiên, chú cá màu đỏ nè. Chú cá bông nè. Chắc phải hốt hết mớ rác này mới bắt được con cá cuối cùng thôi. À, còn chú cá bên kia nữa. Chắc có vẻ không thể bắt hết được rồi. Xách luôn cái nồi cũ thôi. Chú cá cuối cùng. Rồi, hụt rồi. Tiếp theo. Trời ơi. Ây da. Sao mà khó quá. Trời ơi. Vừa là rác, vừa là phải bắt, phải né những cái con cá đá đó nữa. Ây da. Chắc xong phim quá. Ây dồi. Trời ơi, sao kéo hoài không lên gì. Tiêu rồi. Chú tôm ơi, dính một con đi nè. Ây da, gọi luôn rồi. Ây dồi, hên quá đi. Dính được. Trời ơi, con cá đáng ghét. Hả? Trời ơi, mục tiêu của chúng ta tới 1.700 điểm nữa mà hiện tại số điểm của chúng ta chỉ là 1.500 thôi nhé. Cá thì ít mà rác thì nhiều. Trời ơi, những con cá đáng ghét. Nó cứ lạng qua lạng lại. Kéo hoài. Ai vui à. Trời ơi hên. Gắng lên, cố lên, cố lên gấu ơi. Trời ơi, nhiều dạ. Chắc xong quá. Trời ơi. Trời ơi, tiêu ơi. À, những giây cuối cùng. Hít, hít, hít. Gấu nhà ta phải về ở đây thôi. À, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một trò chơi khác của cô bé Masa và gấu nhé.